Các bạn đang có nhu cầu mua nick Liên Quân hãy ghé vào shop adbot.com, shop ad duy nhất của mình Bot Game TV, shop ad giá rẻ, chất lượng, uy tín, tự động và hàng đầu. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm video về top 5 vị tướng pháp sư 18k vàng mà có combo mạnh nhất nha anh em ơi. Thì cảm ơn cái ý tưởng này của các bạn rất là nhiều nha. Các bạn có ý tưởng gì mới nữa thì nhớ bình luận bên dưới cho mình làm luôn nhé. Ok, thì ở vị trí top 5 của video ngày hôm nay của mình chính là sự có mặt của vị tướng Lao Gheo nè anh em ơi. Đó, một cô nàng rất là đẹp luôn. Đó, đôi cánh thần khiết của cô ấy này. Đấy, đứng ở vị trí top 5 là vị trí của cô ấy. Thì để xem cô ấy sẽ dùng bao nhiêu thời gian của mình để kết liễu được vị tướng gách béo đen em ấy. Cùng mình xem nha. Đó, một cái vị thiên thần và một cái vị tướng gách béo. Thì để xem ai sẽ combo trong thời gian bao lâu nhanh nhất đây. Các bạn đang xem video nhớ like và chia sẻ video này giúp mình nha. Thank you. Đấy, cứ việc vỗ cánh và bay thôi. Cứ việc vỗ cánh mà bay thôi nha anh em ơi. Đấy, tung chiêu như thế thì có vị tướng gách béo mập địch thôi chứ không có ai mà chịu nổi hết. 17 giây rồi này, 18, 19. 19 giây dành cho vị tướng Lao Gheo của chúng ta, một cô nàng thiên thần. Thiên thần có cánh, đúng là thiên thần và có thật anh em ơi. Chỉ với 19 giây là cô ấy có thể chấm dứt cái sinh mạng của vị tướng gách béo của chúng ta rồi. Quá là nhanh với cô ấy nha. Đứng ở vị trí top 5 thì cũng khá là hợp lý dành cho cô ấy này. Đúng là vị tướng Lao Gheo của chúng ta mà. Khác gác là hợp lý đứng ở vị trí top 5 của top 5 vị tướng pháp sư 18k vàng này. Vậy còn ở vị trí tiếp theo sẽ là cái vị tướng nào nữa đây? Các bạn hãy cùng mình xem nha. Sẽ là ai đây? Let's go. Có ý tưởng mới thì nhớ bình luận bên dưới cho mình làm nha các bạn ơi. Thank you. Ok, đứng ở vị trí top 4 chính là sự có mặt của vị tướng Liliana nêu mấy. Đó, một cô nàng cáo, lai cáo, lai ngừ. Đấy, thì để xem cô ấy sẽ dùng bao nhiêu combo và thời gian của mình để chấm dứt được cái sinh mạng của vị tướng gắt nha. Các bạn hãy cùng mình xem luôn nha. Gắt béo và cô nàng Liliana. Thì để xem như thế nào nha các bạn ơi. Đây, để xem cô ấy sẽ trong thời gian combo như thế nào và chấm dứt được cái sinh mạng của vị tướng gắt béo đây. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Đây, gắt béo mình sẽ đợi vị tướng gắt béo lên. Nó bật cái hồi chiêu. Bật cái hồi chiêu để tạm ngưng một xíu này. Cứ việc nổ thôi. Đây đây. Đó, mình sẽ cho vị tướng gắt béo ngừng lại tại đó nha anh em ơi. Chuẩn bị sẵn sàng này. Chuẩn bị sẵn sàng tung chiêu và bay vào nha. Chiêu 1, chiêu 2, lao chiêu cuối vào, bật thêm cái chiêu 1, bồi thêm cái chiêu 2, linh cầu vào. Đấy, nổ nửa cây máu, chỉ mới 6-7 giây thôi anh em ơi. 6, 9 giây, 10 giây, 11 giây. Liệu sẽ bao nhiêu giây dành cho vị tướng Liliana đây? 15, 16, 17. Chỉ với 17 giây là cái vị tướng Liliana của chúng ta đã có thể chấm dứt được cái mạng của gách béo nha. Khá là may mắn và nhanh nhẹn dành cho cô ấy. Cô nàng cáo chúng ta chỉ với 17 giây duy nhất đứng được ở vị trí top 4 nha anh em ơi. Khá là hợp lý dành cho cô ấy nha. Vậy còn ở vị trí top 3 sẽ là cái vị tướng nào 18k vàng pháp sư đây? Các bạn hãy cùng mình xem luôn nha. Ok, let's go. Ok, đứng ở vị trí top 3 chính là sự có mặt của vị tướng Darcy anh em ơi. Đó, một anh chàng pháp sư thứ nguyên. Đó, khá là đẹp trai, sói ca chuẩn trai Hàn Quốc. Đây, thì để xem anh ấy sẽ dùng bao nhiêu thời gian của mình để chấm dứt được cái mạng của gách béo nha. Các bạn hãy cùng mình xem nha các bạn ơi. Đó, không biết sẽ bao nhiêu giây mà đứng được ở vị trí top 3 đây. Liệu cái vị tướng Darcy này của chúng ta sẽ làm nên tên tuổi hay không đây. Cùng mình xem nha. Liệu sẽ bao lâu đây? Để xem cái vị tướng Darcy của chúng ta khi chấm dứt gách béo là bao lâu đây. Let's go, chuẩn bị sẵn sàng này. Chiêu 1, chiêu 2, bòi vào, bòi thêm cái chiêu cuối vào. Đặt thêm cái chiêu 2, nhảy vào cái chiêu cuối. Thêm cái chiêu 1 nữa, cây máu mới có 5 giây thôi anh em ơi. Thêm cái chiêu 1 cái nữa, bòi thêm cái chiêu cuối. Có cái nội tại này. 13, 14, 15. Chỉ với 15 giây là cái vị tướng Darcy của chúng ta đã có thể chấm dứt được cái mạng của vị tướng gách béo nha anh em ơi. Khá là nhanh và may mắn dành cho anh ta đứng ở vị trí top 3 cũng rất là hợp với anh ấy nhé. Đúng là cái vị tướng Darcy của chúng ta có khác một anh chàng pháp sư thứ nguyên được ở vị trí top 3 này. Khá là may mắn dành cho anh ấy. Vậy ở tiếp theo sẽ là cái vị tướng nào đây? Cùng mình xem nha. Let's go. Ok, đứng ở vị trí top 2 chính là sự có mặt của vị tướng gắt anh em ấy. Đó, một anh chàng võ Quyền Dương. Thì để xem anh ta sẽ dùng bao nhiêu thời gian của mình để chấm dứt được cái sinh mạng của vị tướng gắt béo đây. Các bạn hãy cùng mình xem luôn nha.
Này, không biết anh ta sẽ dùng bao nhiêu thời gian của mình để chấm dứt được cái sinh mạng của gách béo nha. Quyền Dương gắt. Quyền Dương, anh ta chỉ sử dụng bao tay thôi em ấy. Có cái trang phục quay thái đấy, nó mới sử dụng được cái trang phục đó, mới có thể đá bằng chân. Ai, thì cái trang phục này của anh ấy chỉ dùng tay thôi. Thì để xem anh ta sẽ dùng bao nhiêu thời gian của mình mà đọt được ở vị trí top 2 đây. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Anh em đang xem video nhớ like và chia sẻ video này để mình có động lực làm thêm những video hay hơn nữa nha anh em ấy. Nhớ bấm đăng ký bên tường chuông nha. Đó, cứ việc đẩy dầu nhớt đây với cái tường gách béo của chúng ta thôi. Ui, đấm hụt một phát rồi, thông cảm nha anh em ấy. Nhưng cũng không sao, hụt một phát nó cũng không sao anh em ơi. 12, 13 rồi này. 14 giây 15 dành cho vị tướng gắt béo của chúng ta khi hoàn thành xong cái nhiệm vụ chấm dứt sinh mạng của vị tướng gắt nha. Khá là nhanh và may mắn dành cho anh ta đứng ở vị trí top 2 này. Đó, vị tướng gắt của chúng ta ở vị trí top 2 thì khá là ghê gớm rồi, pháp sư 18k vàng. Vậy còn ở vị trí top 1 sẽ là cái vị tướng nào đầu tiên dẫn đầu đây? Các bạn hãy cùng mình xem luôn nha. Let's go, không biết xe lại đây. Cô tưởng mới thì nhớ bấm bình luận bên dưới nha các bạn ơi. Nhớ bấm biểu tượng chuông và đăng ký nha. Ok, không chạy đi đâu xa được, ở vị trí top 1 chính là sự có mặt của vị tướng Tu Len anh em ơi. Đó là một anh chàng khá là điển trai, cũng là thuộc hạng top sói ca đấy. Hồ Quang Đạn gì này. Đấy, thì để xem anh ta sẽ dùng bao nhiêu thời gian của mình mà chấm dứt được cái sinh mạng của gách béo mà đọt được ở vị trí top 1 đây. Các bạn hãy cùng mình xem luôn nha. Không biết sẽ như thế nào đây. Anh ta đứng ở vị trí top 1 mà lại... Anh ta khá có bề ngoài khá là điển trai, có cái dòng sau lưng này. Mà cái chiêu của anh ta cũng là toàn là đèn thôi. Chiêu cuối là lôi đẻo, chiêu 2 thì lôi quen, chiêu 1 là lôi gì đó mình quên rồi anh em ấy. Thì bây giờ để xem anh ta sẽ dùng bao nhiêu thời gian nha. Let's go. Hãy cứ việc tung chiêu và nhảy vào thôi. Nội tại thì tự kích hoạt bắn thêm chiêu 2 nữa, cây máu mới có 4 giây thôi, quá là ghê gớm dành cho anh ấy này. 8, 9, 10 giây. Ý, chỉ với 9 thôi anh em ơi, mình đếm nhầm. Chỉ với 9 giây duy nhất dành cho anh ta thôi nha. Khá là may mắn dành cho anh ấy. Vị tướng Tu Len của chúng ta đọt được ở vị trí top 1 chỉ với có 9 giây. Khá là hợp lý và nhanh dành cho vị tướng Tu Len. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này của mình nha. Nhớ like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất lên nha anh em ơi. Có ý tưởng gì mới thì nhớ bình luận bên dưới cho mình làm nhé. Ok, bye bye mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.